Rồi em Minh xin được kính chào tất cả cô chú anh chị trên khắp cả nước. Hôm nay như vậy thì Minh sẽ review và sẽ sản phẩm mới ra mắt, đó là máy mài Senior. Mình sẽ như vậy giới thiệu cũng như review cho anh em về cái sản phẩm này. Thì hôm nay là cùng cái ngày rất là đặc biệt, mình sẽ dành cho tất cả anh em khách hàng thân thiết khi mua sản phẩm máy mài Senior của bên Minh. Hôm nay mình sẽ dành một chương trình rất là ưu đãi cho anh em mình khi đăng ký kênh YouTube cũng như là khách hàng thân thiết của bên Minh. Đó là dòng sản phẩm máy mài mang thương hiệu của Senior. Đấy ạ. Thì Senior thưa quý anh chị, trong này máy này nó sẽ có hai mã nhé cả nhà. Một mã là tay dài cả nhà. Senior tay dài này, công tắc bóp này. Đó, chính hãng này. Con này nó có sử dụng là công suất là 950W cả nhà, và nó lên đến là 11.000 vòng tua trên phút nhé cả nhà. Và nó sẽ sử dụng là motor đồng 100% này. Đây là rô đồng này. Cả nhà thấy là máy là rô này em mình nó tháo sẵn rồi. Đây. Ok chứ cả nhà, đó là phụ kiện theo máy này. Thì máy bao gồm có phiếu bảo hành chính hãng này cả nhà. Rồi, tay chắn bảo vệ an toàn này. Kèm theo là tay nắm này, tay nắm để khi anh em mình mài này. Rồi, máy bao gồm có là như vậy là đầy đủ phụ kiện. Đây là mã tay dài cả nhà ha. Và đây là công tắc số đít mà tay ngắn này. Thì cái máy này nó được thiết kế rất là nhỏ gọn, một tay nắm nó vừa với tay người châu Á của anh em mình này. Sử dụng công tắc sau đít này, mang cái độ bền cho máy này. Kèm theo là lưới làm mát cho máy này khi anh em mình sử dụng nhiều này. Rồi, thì hôm nay cái sản phẩm máy mài Senior thì em mình về rất là nhiều. Em mình hôm nay sẽ như vậy là sẽ dành cái lô hàng này để dành cho anh em như vậy là khách hàng là như vậy thân thiết. Thì hôm nay em Minh bán với giá cực kỳ gốc. Khi em mình alo gọi điện cũng như là anh em mình đăng ký kênh YouTube của em Minh thì em Minh sẽ bán giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Đó, thì sản phẩm máy mài Senior này. Đây ạ, sản phẩm máy mài Senior này á thì là nó là sử dụng với là công nghệ là của Nhật các cả nhà ha. Dòng máy chính hãng. Thì với cái mức giá ở đây rất là rẻ các cả nhà. Hôm nay mình sẽ dành cái video này, cái review máy này với cái mức giá cực kỳ tốt luôn. Đó, thì hôm nay là sản phẩm quá trời luôn, nhiều luôn. Đấy, Senior cả nhà ha, giá cực kỳ ưu đãi, anh em có thể là mua về nhưng có thể bán lại cũng được nữa. Hôm nay chỉ dành đúng một ngày duy nhất cho anh chị thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ bán với giá rất là thân thiết cho anh chị trên cái video này. Giá ở đây là dành cho khách hàng thân thiết, dành cho khách hàng luôn mua hàng và luôn ủng hộ shop của em mình ha. Hôm nay em mình bán giá bao nhiêu ạ? 399.000. Đó, hôm nay là bán 399.000 cho anh em khách hàng thân thiết nhá. Đấy, anh em chỉ cần alo thôi, chỉ có ngày hôm nay thôi cả nhà ha. Ngày hôm nay thôi là ngày rất là đặc biệt rồi, dành cho anh em là xả cái kho máy Senior này. Như vậy là để mà anh em mình sử dụng với cái mức giá cực kỳ tốt cho cái mùa dịch này. Đó, Senior này nhá, dòng máy chính hãng. Và đến lúc này á, đây, máy Senior này nó chỉ có, đây, quay lại cho em cái máy Senior tay dài thì nó chỉ có là 1.7 ha, chưa tới 1.8 nữa. Rồi còn con tay ngắn này thì chỉ có là 1.6 thôi. Đó, thì như vậy là hai cái sản phẩm nó tương đồng với nhau đấy, giá đồng giá cho tất cả quý khách hàng thân thiết luôn. Đó, thì hôm nay là cái video này là chỉ dành cho khách hàng là thân thiết thôi ha. Đấy, anh em nào mà yêu quý em Minh chỉ cần nhấc máy alo lên là giá là 399.000, bao ship về đến tận nhà. Và sản phẩm máy mài Senior hàng á thì bên em mình được hồ sơ, được bảo hành sản phẩm lên đến là 6 tháng ha, lên đến là 6 tháng luôn. Đó, thì khi mà anh chị được nhận hàng, được test máy thì anh chị mới thanh toán tiền. Đấy là cái video mà ngày hôm nay mình dành cho khách hàng yêu quý, khách hàng thân thiết của bên em mình, với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho cả nhà luôn, 399.000, ship tận nhà luôn. Đó, thì như vậy là hôm nay mình cùng giới thiệu rồi, bây giờ mình sẽ đi test máy cho quý anh chị. Test mài rồi, test cắt rồi, test cắt gỗ, cắt sắt này, mài này. Đó, xem thử là cái độ mạnh như thế nào. Hôm nay mình sẽ test thử, và hôm nay đang có một cái ông khách. Đây ạ, ông khách đang đây. Bác này là bác khách hàng thân thiết của mình. Đây ạ. Đây, ok bác. Rồi bác chào anh em cơ khí đi. Rồi chào tất cả anh em nhé. Rồi, hôm nay bác vào đây cũng như là đang luôn tiện là em mình đang review cái máy này thì bác có thể là test thử cho anh em ở đây xem được cái máy với cái mức giá là 399.000 xem nó ok thế nào không ở nhà. Thì bây giờ mình sẽ test cắt gỗ trước ha. Rồi
Đây, lười thì mình là test sẵn rồi. Rồi ok anh, cứ bác cứ test thoải mái, giống như bác em mua máy là bác cứ test thử. Ok anh nhận hàng cho em. Đây là test test máy cắt gỗ cả nhà ha. Đây. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. À, giá tiền chơi con này thì giá mà giá thị trường nếu như mua trên online, giá thị trường đang rơi vào, nó rơi vào tầm độ khoảng là 550.000 đấy cả nhà. Nay mình sẽ dành một cái video rất là đặc biệt cho khách hàng thân thiết của bên mình, là giá là 399.000 đấy cả nhà. Rồi, đó là về cái đoạn test máy cắt gỗ cả nhà ha, và đến cắt sắt này. À, test máy test cắt sắt thử xem thì nó có ok ngay, quan trọng là nó phải ok. Cái thành phần tiền thì mình cũng đã hôm nay là làm video đặc biệt rồi dành cho khách hàng thân thiết rồi, nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng của máy nó ok không. Đây là anh thợ nha, anh thợ khách hàng thích của bên mình nha. Xem từ cái chất lượng của máy nó ok không, thì như vậy là mình hôm nay là sẽ tri ân khách hàng, dành cho khách hàng là như vậy là lấy cái con cái mài kia anh kia, mày sẽ sắt ạ, đúng rồi đó, mài sắt đó đó. Đấy, anh test thử cho em luôn đi xem ok không. Đấy. Nói chung là máy ok không? Máy như thế này là có ok, giá rất là ưu đãi cho anh em. Okay. Rồi rồi, cái giá này là em chỉ dành cho khách hàng thân thiết thôi. Còn rồi, giá mà em bán cửa hàng là 550.000 rồi. Rồi, còn giá này là giá là 399.000 là cái giá mà giá thân thiết. Giá này giá thân thiết là cái khách hàng ngày hôm nay để tri ân khách hàng ấy, cực kỳ tốt luôn. Ok anh em nhá. Đó, và như vậy thì cái video của em mình đến đây cũng gần như đã kết thúc rồi. Quý anh chị, quý khách hàng nào mà có nhu cầu như vậy thì hãy liên hệ với em mình ha. Rồi, như thế này hôm nay video của mình cũng đã gần như là kết thúc rồi. 399.000 dành cho tất cả anh em khách hàng thân thiết. Đây là sản phẩm máy mài Sanger tay ngắn, còn đây là sản phẩm máy mài Sanger tay dài. Đó là hai sản phẩm anh chị có thể lựa chọn bất cứ tay dài tay ngắn đều đồng giá ha. Và hôm nay cái video cực kỳ rất là đặc biệt, chỉ dành duy nhất cho một ngày hôm nay thôi. Thì quý anh chị nào đang theo dõi cái video của em mình thì hãy alo nhấc máy lên điện thoại cho em mình, hoặc là để lại dưới cái bình luận với cái video thì em mình sẽ liên hệ, em mình sẽ ship code toàn quốc anh chị kiểm tra hàng và test máy thanh toán tiền tại nhà. Thì một lần nữa thì em mình xin được kết thúc cái video của ngày hôm nay rồi. Như vậy thì xin chúc anh chị có một ngày làm việc vui vẻ, anh chị thấy ok hay like ủng hộ, cũng như là chia sẻ, cũng như là đăng ký kênh của em mình nhá, để em mình có một cái động lực để làm những cái video tiếp theo lần sau. Như vậy thì em mình sẽ xin kết thúc ở đây rồi, xin được kính chào và tạm biệt. Chúc anh chị luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống, và em mình xin kết thúc và hẹn tất cả quý anh chị những cái video lần sau. Xin chào và gặp lại.